Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, thì hôm nay em trai sẽ lên cho anh chị em xem một mớ những cái mẫu chè than, chắc đâu đó nó khoảng chừng là mười mấy con á, 13, 14, 15 con gì đó, nói chung là trong cái tầm đó. Mẫu chè than mép nha, bữa nay than rất là to luôn, ông anh cũng có nói than bữa nay rất là to anh chị em ạ. Đây con này con số 1 nè, mặt nè, đó, mũi rất là thông nè, rồi móng nè, móng ở đây, đây móng nè. Đó, tất cả những cái hàng này không bị lỗi nha. Đồng giá là 250k một con này con số 1 nha. Đó, con này là cái con số 1. 250k nha. Đó, rất to luôn nè. To chà bá luôn, to như con cá luôn ha. Chỉ có 250k rồi nha. Đó. Chim mới chưa qua cám nha. Đó, hàng mép nè. Than mép nha anh chị em nha. Mép vàng khe đây nè. Đó. Vàng khe luôn ha. Rồi con này là cái con số 1 nha. Ông anh ông kêu là bữa nay to lắm, con nào cũng như con nào hết, 10 con như một, rất là to luôn. Đó. Bữa giờ mưa gió là coi như là hàng này nó có mồi nó ăn nè, cho nên nó nở ra rất là to nè. Đấy, thấy chưa? Con này con thứ hai nè. Đó. Học nè, đó, chim mép nha. Đó, mép vàng khe nè. Đó. Con này con thứ hai nha. Móng nè. Đây, móng nè, đó, để em zoom lớn lên cho anh chị em xem móng nè, đó, móng rất là ok luôn ha. Ui trời ơi. Đây, móng nè. Con này con thứ hai nha. Đó, rất là dài, rất là to nè, thấy chưa? Đó, con này con thứ hai nha. Đó, anh chị em, cô chú bác nhớ cái số mà nãy giờ mà, coi như là nãy giờ em vừa bắt ra, em vừa đọc cho anh chị em á, con thứ hai rồi ha. Đó, 10 con như một nè, đó, thấy chưa? Trời ơi cái họng nó đã chưa? Vàng như vàng 4 số 9 nè, coi. U trời cái họng nó vàng. Mép vàng khe nó đúng hàng chuẩn than, đúng hàng chuẩn than mép luôn ha. Đó, 250 cành một em ha. Con này con thứ ba nha, rất là mập, rất là tròn, rất là to nè, móng nè. Đây, zoom lớn để cho anh chị em xem móng nè, đó, móng vuốt đầy đủ ha, không lỗi ha. Đó, đầy đủ hết, hàng lỗi là chỉ có nửa giá thôi nha anh chị em nha. Đây. Con này con thứ ba nha. Đó, khá to khá dài luôn nè, rất là to luôn nha, con thứ ba nha. Đó, hàng chim mép vàng ha. Con này con thứ ba nha. Đó thì anh chị em nào mà lưu ý giùm em nha, đừng có chơi dạng như lớn rồi, đừng có chơi cái kiểu mà giống như là anh ơi gửi cho em mấy con đi rồi gửi cho em số tài khoản đi rồi em gửi cho, đợi mãi tới 2 ngày hôm sau chưa tới chuyển khoản nó, trời ơi, lớn rồi giờ thời buổi công nghệ thông tin mà anh chị em à. Đó, chuyển khoản cái coi như là anh tin cái có tiền liền à. Đó, cho nên anh chị em chịu khó cân nhắc trước ha. Rồi cái con này nó bị lỗi rồi, để em bỏ riêng ra rồi chút xíu em sẽ báo giá ha. Con này nó bị lỗi cái móng ha, giá là 150k nha. Con này bị lỗi một móng nha anh chị em nha, 150 cành đó. Con nào không lỗi là 250 cành nha, rất là to rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo để em xem kiểm tra trước đã trước khi nói ha. Đây, con này con thứ tư đó, hàng này không lỗi nha. Đó, cứ hàng mà không bị lỗi ha, đầy đủ móng vuốt là 250k một em nha. Đấy, con này con thứ tư nha. Đó, riêng cái dòng chè than ở đây em nhập rất là to nha anh chị em nha, cứ yên tâm. Đó, không có quảng cáo nhiều đâu. Đây nè anh chị em thấy cái thùng bia nè, đó nhiều khi mình bắt ra mình zoom lớn thế này nọ thì nó khó tả ha. Đó, nhưng mà em ướm vô cái thùng bia cho anh chị em mình xem nè. Đây, đây là cái chiều ngang thùng bia nè. Đó, em để đây cho anh chị em xem nè. Đó, thấy chưa? Chứ giờ nhiều khi mình nói quá, mình nói nhiều quá, quảng cáo nhiều quá, mấy anh sủ nhi mấy ảnh kêu là trời ơi ông này ông bán chim mà có nhiều, ông cứ khoe hoài đó. Nó thực tế nó là như vậy anh chị em à. Đó, cái con em vừa mới thả vô, em vừa mới đo ở cái thùng đó, là cái con đó là cái con thứ tư nha mọi người nhé, con thứ tư nha. Rồi trời ơi nó dài nó to, con này to chứ không phải, nói lộn, bắt ra mà cầm nó đã quá, nói lộn luôn. Con này con thứ năm nha, con này con thứ năm đó, móng nè. Đây, dùng cái móng lớn lên cho anh chị em xem nè. Đó, móng nè, thấy chưa, móng rất là đẹp ha. Con thứ năm nha, lông mới nè, toàn bộ chim lông mới không à. Đó, con này là cái con thứ năm. Rồi để quay những cái con chè than này xong rồi chút xíu nữa sẽ quay những cái con chè lửa cho anh chị em. Wow, trời ơi chu chì nó khè nè, coi cái họng nó đã chưa, cái họng thấy chưa. Đó. Chim mép là có nghĩa là cái con chim chuyền nó trổ lông lên xong nha, nó thành con chim mép vàng nha.
mà sau khi mà nó hết cái mép vàng này là nó thành cái con chim bổi nha. Đó, nhiều người hỏi chim mép là sao, đó em giải thích sơ vậy cho nó dễ hiểu, có nghĩa là nó chưa có già, nó vẫn còn tơ ha. Con này là cái con thứ sáu nha, con than này là cái con thứ sáu nha, đó rất là dài rất là to nha anh chị em nha. Đó, con thứ sáu bạn nuôi cũng khá to nè, đó nhớ nha anh chị em nha. Anh chị em nào ở tỉnh nhớ vui lòng đó giao lưu bảo tồn giùm em, hai bé trở lên em mới gửi ra nhà xe được nha, chứ có một bé à, một bé tiền nó không có bao nhiêu anh chị em à. Đó trong quạt cọt cọt trong đó em phải tốn tiền xe ôm ra nhà xe nữa đó, cho nên là anh chị em nào ở tỉnh ha nhớ giao lưu giùm em hai, nói chung là trên hai bé em gửi ra nhà xe cho, gửi ra nhà xe thôi nha, chứ em không có bao ship nha. Rồi con này con thứ bảy ha, con này con thứ bảy, con này bảo đảm nuôi rất là mau hót nè, coi nè mặt nè mũi rất là thông ha, con này con thứ bảy nha, móng nè đó zoom lớn lên cho anh chị em xem cái móng đó nè, đã chưa nè, đó con này con thứ bảy nha. Rồi nãy giờ em nói rồi ha, đồng giá nha 250 cành một em nha. Đó con nó con thứ bảy ra rồi, hết rồi, để em lấy cái thùng phía dưới lên nè. Rồi đây, rồi bây giờ lên một cái thùng nữa cho anh chị em mình xem giao lưu bảo tồn tham khảo giúp em nè. Đó thì em xin nhắc lại nha, tất cả những cái dòng chè than ở đây em ra cho anh chị em xem, tất cả những cái dòng này hàng không bị lỗi, giá là 250k một em nha. Đó anh chị em nào ở tỉnh là vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Rồi con này phải nói là siêu to khổng lồ luôn, con này con thứ 8 nha, rất là to luôn nè, con thứ 8 nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nè, móng nè đó. Đó, móng đầy đủ hết nha, đó tất cả móng đầy đủ nha. Đây au 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 nó bầu, wow con này con thứ 8 nha, trời ơi nè, nè. Giá man thì chứ rất là to nè, lồng mới tinh nè, đó trời ơi là trời. Con này con số 8 nha anh chị em nha, mép vàng kè ha. Đó con thứ 8 toàn bộ, hôm nay em nói rồi, hôm nay toàn bộ là hàng mép vàng không à. Rồi con thứ 9 xòe nè, mẫu xòe mẫu hot mẫu xòe nè, đó mẫu hot mẫu xòe ha. Rồi con này con thứ 9 nha anh chị em nha, đây mặt nè, đó mép còn vàng ha, để em coi coi mép con này vàng kè là còn tươi nè, còn rất là tươi luôn đó, mép này mới tưới luôn nè, đó còn rất là tươi ha, đây họng vàng kè luôn đó, chim mép là như vậy nha anh chị em nha. Đó mà chỉ có 250 cành một em rồi. Đây con này con thứ 9 nha, con này con than này thứ 9 nha, không biết đuôi ra đủ chưa. Đây lông ống nè, đó đây nè lông đang bắn lông ống ra nè anh chị em nè, thấy chưa. Con thứ 9 đặc điểm rất là dễ biết luôn ha. Đó những cái con này nó đều có những cái đặc điểm riêng hết anh chị em à. Đó cho nên là mua chim á anh chị em chịu khó ha, bất cứ nơi đâu đó mình nhìn những cái đặc điểm của nó là không bao giờ cái người bán chim mà người ta giao lộn cho mình được. Wow, phải nói là wow, con này vừa xòe vừa to. Con này con thứ 10 nha, đúng là cái em nói với mấy anh chị em nha, cái con số 10 từ bữa giờ anh chị em cứ để ý mà em ra ha, những cái con mà thứ 10 đa số trùng hợp, rất là trùng hợp, rất là to, rất là dài và rất là đẹp luôn nè. Đấy. Con thứ 10 nha. Đây, móng nè, đó đầy đủ hết nha, không lỗi nha. Móng đầy đủ hết nha. Đó. Con thứ 10 nha anh chị em nha. Trời ơi, ta nói cái số 10 này nó có duyên với những cái con mà nó hàng khủng hay sao á. Không biết phải cái số 10 này là nó như thế nào chứ em bắt ra em cứ để tới cái số 10 là phải nói là những cái con nó rất là đẹp luôn. Đây, thứ 11. Wow. Con này quẩn xiên hót rồi nè, cái mỏ nó ngắn ngủ nè, à, coi nè, cái mỏ nè, trời ơi, con số 11 nha anh chị em nha. Đó, thấy không, anh chị em thấy không, em bắt ra em thấy những cái đặc điểm gì em đều nói đến, đều nói để cho mọi người chọn và dễ nhận, dễ coi như là nhận biết được những cái đặc điểm của những cái dòng chim này ha. Đó, con thứ 10, ơi xin lỗi mọi người, con này thứ 11, đây, lông đuôi này là lông truyền nha, chưa rớt lông nha, chưa rớt lông đuôi nha anh chị em nha. Đây đuôi nó nè, đã chưa. Con này con thứ 11 nha anh chị em nha, 2 4 6 cộng đuôi đen nè, 8 cộng đuôi trắng nè. Ê con này ngộ nha, con này ngộ nha, đây nè anh chị em nè, đây 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 đây, con này con thứ 11 là rất là ngộ luôn anh chị em, về nuôi sổ số nha anh chị em, chịu khó nhìn cho em bên tay trái nè, nó là 4 cộng đuôi trắng đúng không, đây bên tay trái là 4 cộng đuôi trắng ha, rất là rõ ha, còn bên tay phải nó chỉ có 3 cộng đuôi trắng thôi đó. Còn cái cọng này thì nó lại lem đen ra nè. Đây, thấy chưa? Con này anh chị em về nuôi sổ số nha. Đó, đồng giá luôn nha, 250 cành nha. Em không có lựa, không có để nuôi. Đó, những con chim lạ lạ này anh chị em cứ lấy về nuôi ha. Sổ số nè, đó, nhìn nè. Đã chưa? Đây, cái đuôi nè. Anh chị em thấy chưa? Wow, cái này mà em lựa em lên lồng.
là cũng có một tí lúa rồi đó. Đó, nhưng mà thôi, làm như vậy nó ngộ lắm, nó kỳ lắm. Đó, con này số 11 nha. Đó, hàng về là coi như là em giao hết, em không có giữ, em không có nuôi. Đó, những cái con, thậm chí những cái con chim bông mà thợ nó đánh dấu cho em cũng giao cho anh chị em mà, chứ em không có nuôi anh chị em mà. Đó. Số 12 chưa chi mày há mỏ ra rồi nè, đây nè, hỏng nè, nó khoe. Con này chưa chi nó đã há cái mỏ nó ra, nó khoe rồi, coi nè. Móng nè, rất ok ha, đây móng. Đó, chân rất là khô, móng đẹp ha. Con này con thứ 12 nha anh chị em nha, con thứ 12 nha. Đó, chưa có cái tiệm chim nào mà nó quay kỹ mà nó rõ giống như em á, em dám khẳng định với anh chị em luôn. Đó, dám khẳng định luôn. Tại vì em á, xuất thân là từ cái người chơi chim chứ không phải người buôn bán chim. Đó, người chơi chim cho nên là em biết được. Em quay rất là rõ cho anh chị em mình xem để mà chọn và lựa ha. Rồi, con này con thứ 13 ha. Anh chị em nào mà chưa có tiền thì ra những cái cột điện đó, nó có cho vay nặng lãi rồi này nọ cho mượn tiền á, alo cho em ha. Lấy cái bé này về liền ha. Rất là to và dài, con số 13 nha. Số 13 là số đẹp nha, đừng có nói là số 13 là số xui, không có xui đâu. Em ở đây là không có số xui. Số đẹp, đó, thấy không? Rất là to, rất là dài, số 13 nha. Đó, những cái hàng này là em trai bảo hành cho cô chú anh chị em coi như là mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha, không bị lỗi nha. Rồi con này con thứ 14. Con thứ 14 là con cuối cùng ha. Do là hồi nãy có một con nó bị lỗi cái chân đó thì em để qua bên cái hộp 15 rồi ha. Con đó thì 150k nha. Đó. Còn con này là cái con thứ 14 nha và là con cuối cùng. Đó. Con thứ 15 là bị lỗi nha, lỗi một cái ngón chân nha anh chị em nha. Đó, 150k về thả UAV nha. Đó, con này là con thứ 14. Rồi. Em sẽ ngưng cái clip ở đây, em quay những cái dòng chè lửa cho anh chị em. Hôm nay lửa đẹp lắm nha. Đó, hôm nay lửa đẹp lắm. Rồi. Đó, 14 con chè than nha. Rồi, dự định là lên cho anh chị em xem những cái con chè lửa nhưng mà do là năm màu nó nhiều quá cho nên là em sẽ lên năm màu trước cho anh chị em nha. Năm màu bụt vàng ha. Đó, năm màu bụt vàng nách cam đó. Thì bây giờ em sẽ review cho anh chị em xem. Đây, một cái con số 9 ha. Hôm nay là toàn bộ coi như là hàng rất là đẹp ha, con nào nách cũng cam và lên màu rất là đẹp ha. Đây là con số 9 nè, đó. Vừa kê điện thoại ra cái nó bu lên, nó thấy điện thoại, thấy nó ở bên trong cái điện thoại nó nhảy ra nó ngó luôn ha. Đó, đây là con số 9 nha anh chị em nha. Rồi tiếp theo con này con số 10 nè. Mới thả ra nhảy vô tắm luôn anh chị em. Đây. Con số 10 nha. Đây, đó, tất cả những cái dòng này là đều lên nách cam rất là đẹp nha. Đó, 100 canh một em nha. Đây, mới nhảy vô hũ nước là tắm nè, ướt chèm nhẹp luôn nè. Đó. Thì cái dòng này thì bắt đầu nó đã ăn cám sệt sệt rồi nha anh chị em nha. Đó, hàng mà thợ mình em nó đi bẫy về là coi như là nó vô cám 2-3 ngày cho ăn cám sệt rồi nó mới gửi lên cho em. Đó, chim rất là khỏe mạnh ha. Ví dụ như con số 11. Đó, 9, 10, 11 rồi ha. Đó, coi nách nó kìa. Đã chưa? Đó, tất cả nha, em nhắc lại nha. Tất cả những cái dòng này ăn cám sệt nha. Đó, anh chị em chịu khó về tập cho nó ít hôm. Đó, rồi, đó. Chơi lên nè. Số 11 ha. Rồi tiếp theo số 12 nè. Đây. Đó, mấy con này vừa trong thùng ra nó nóng nực nè. Đó, con nào nó cũng tắm hết trơn nè. Đây con số 12 nha. Đó. 9 10. Ấy lộn số 11 chứ. Con này số 12 nha. Rồi tiếp theo. Con này số 13, khá đẹp luôn, khá lanh luôn nè. Con số 13 nè, tướng rất là lanh nè. Con này con số 13 nha. Đó. Con nào vậy? Nào kêu hoài vậy? Đây là con số 13 nha. Rồi. Con này số 14 nè. Số 14 này nó hơi yếu yếu nè. Không phải là yếu mà biết xong nó chưa có nắng. Đó, nó cũng chít lên ha. Đó, mới ra anh chị em ơi. Đó, thấy không? Lăn lại lên ha. Chít 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 chít. Đây là cái con số 14 nha. Đó, cái này nó có nắng cái là nó ôm lông lại lên. Do là biết xong. Em vừa mới ra nha. Em vừa mới ra thùng. Đó, anh chị em thông cảm. Đó. Đây, con số 14. Rồi tiếp theo số 15 là ăn như chết đói luôn nè. Đó, những cái con này con nào mà thả ra mà nó ăn như thế này là những cái con này về anh chị em nuôi nó rất là khỏe nha. Đó, rất là mau. Đây là cái con số 15 ha. Tất cả những con này đều đồng giá là 100 cành một em nha. Anh chị em ở tỉnh vui lòng mua giúp em 3 bé trở lên nha. Em mới ship ra các cái nhà xe cho anh chị em nha. Đây, con này con số 16 nè. Đó, thấy không? Tướng rất là đẹp mà, to nè. Đó, ăn đã chưa? Đấy, thấy chưa? U trời, nó ăn kìa. Ăn như tàu phá hàm. Đấy, con này số 16 nha. Rồi tiếp theo. Con này số 17 nè. Đó, số 17 nè. Rồi tiếp theo. Con này số 18.
anh chị em nào mà mua 5 con nha, giá 80.000 một con. Đó, mua 10 con giá là 70.000 một con ha. Mua 20 con giá 60.000 một con. Đó, cứ mua càng nhiều càng giá nó sẽ càng giảm mạnh ha. Đây là con số 18 nha. Đó. Em quay trong quá trình em quay á, những cái con nào anh chị em thấy nó yếu yếu đừng có chọn nha. Đây con số 19 nè, đó. Đang đứng ăn luôn nè, nhưng mà nó chưa có nắng lên là hơi xù xù nè. Đó, những cái con mà nó hơi xù xù này nè, anh chị em đừng có chọn nha. Để chút xíu nữa em cho nó ăn lại, bắt nó ra mớm lại cho nó ăn là một. Cái thứ hai nữa có nắng em phơi cho nó cái là nó khỏe. Rồi, đây là số 12 à, số 20 nha. Đây con này số 20 nè. Rồi chút xíu nữa em review những cái dòng hút mật này xong là em quay cho anh chị em xem mấy con chòe lửa ha. Bữa nay chòe lửa đẹp lắm, đuôi ngắn ngắn nhưng mà rất là đều và đuôi tôm không à. Đây con này số 21 nè. Đây hút mật này, hút mật 5 màu nha. Đó, đang hot trend nhất hiện nay nè. Đó, vừa nói cái là chít. Đó, em chỉ có mắc cười mấy cái ông mà đi bẫy chim này nè. Đó, cứ treo móc lên sống đồ xì xì đồ chó hàng xóm rẽ sủa dùm trời đất. Trời ơi, em ngồi em coi những cái clip mà mấy ổng đi bẫy những cái dòng này mà em ngồi em cười lanh cười bò ra, toàn nghe thấy chó sủa với lại nghe mấy ổng xì không à. Đây là cái con số 22 nha anh chị em nha. Đây là con số 22. Đó, con số 21 này chít dữ ha. Đây số 21 này chít rất là nhiều ha. Rồi thì 15 con nha, 15 con hút mật 5 màu. Bây giờ tới chòe lửa nè. Đó, chòe lửa thì em cũng thưa với anh chị em là những cái con này đuôi nó đang ra nè, con này đuôi đang ra nè, mà đuôi hơi tôm tôm rất đẹp ha. Chuồng số 1 nha, 240k một em nha. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em không có lỗi nha. Móng đầy đủ ha. Đó, chân móng là đầy đủ, con này đuôi đang ra nha, chuồng số 1 nha. Nay có 6 con nè anh chị em ạ. À. Rồi tiếp theo con này chuồng số 2, chân trắng móng ngà nè. Đuôi cũng tôm luôn nha. Đây. Đuôi cũng tôm nha, đang ra luôn nha. Con này rất đẹp nè. Chân trắng móng trắng luôn chứ không phải móng ngà nữa, móng rất là trắng luôn nè. Để em zoom lớn lên tăng cái độ sáng lên cho anh chị em mình xem cho nó kỹ nè. Đây, do là biết sao cái chuồng này nó bị cái chuồng trên nó đè cho nên là nó thiếu ánh sáng. Rồi con này là cái con số 2 nha. Đó, đó thấy anh thấy không, thấy không, thấy không, chân trắng móng trắng luôn nè. Dậy qua coi. Đó, đuôi đang ra nha, mép mùa này nè, đuôi đang ra nè, đuôi tôm nhẹ nha. Con này là cái con thứ 2 nha. Rồi tiếp theo con thứ 3 nè. Đó, mới nhảy xong cái hũ nước xong, mới đòi tắm xong. Con này thứ 3 này. Con này con số 3 nha, đó. Con này dáng đẹp nè, dáng đẹp đuôi ngắn nè, đó. Đuôi ngắn ngắn dáng đẹp nè, rất là đẹp luôn ha. Đó, đây là con số 3 nha. Đây là con số 3. Đâu rồi? Đó. Đó tướng à, đó, thấy chưa, đẹp chưa? Đuôi ngắn ngắn nè mọi người ạ. À. Con này con số 3 nha. Rồi tiếp theo, con này con thứ tư nè. Thứ tư thì nhét nó chui trong góc nè. Con này con thứ tư nha. Đó, đó đuôi hơi tôm tôm đẹp ha. Nó bay những cái máy luôn. Mấy ông kêu nhét. Ấy lộn, mấy ông kêu sao nó dạng thế. Đây, con này con thứ tư. Xin lỗi mọi người ha, con này chuồng số 5 nha mọi người nha. Do là thứ tư là cái chuồng phía dưới cuối này em không có thả vô nha. Có 6 con này, em để ba cái chuồng trên là cho nó dễ bắt, thuận tiện bắt ra bắt vô ha. Đó, con này con chuồng số 5 nha, em xin lỗi mọi người. Đó, con này là cái con chuồng số 5. Đó, đuôi bạn cũng tương đối lớn, hơi tôm nhẹ nha. Đó, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ. Và những cái hàng này là chim mới bẫy chưa qua cám nha. Anh chị em chịu khó về cho nó ăn sâu dế rồi vô. Wow, con số 6 rất là siêng tập, chưa chi đã đứng ở cả nhổng rồi nè. Con này con thứ 6 nha. Đó, tất cả những cái dòng này em nhắc lại nha. Chim này của thợ nó mới bẫy về chưa qua cám. Anh chị em chịu khó về cho nó ăn sâu dế giùm em nha. Rồi từ từ mình tập cám cho nó nha. Đó, đây là con số 7. Đấy, chưa chia nhảy hú nước rồi đó. Đây, con này con số 7 nha. Đó, hôm nay về được 6 con mà con nào cũng đuôi hơi tôm tôm. Đẹp ha, 240k một em nha. Đó, 240k một em. Rồi, bye bye và xin chào. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong một cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cái ngày mới. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video tiếp theo nha.